bác nhìn thấy đôi loa JBL MM36 này. À, loa mỹ xịn luôn ạ. Bao zin bao xịn, bát 40. À, đôi loa này hai người khênh một chiếc, phải vẹo lưng đúng không ạ? Vẹo lưng khênh một chiếc M36. À, đôi loa này các bác cứ tìm hiểu, gọi trên kênh, cắt gọi kênh. Ở trên kênh đang chào bán trung bình là 25 triệu. Con này rất là đẹp. Nó là quá đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn các bạn. Quá đẹp cho các bác luôn này. Nhìn thấy đẹp chưa? Để em quay tổng thể qua cho các bác nhé. Đây em sẽ quay gần lại cho các bác này. À, đây là đôi loa JBL. Báo cáo bác là nó đẹp từ các góc các cạnh nỉ luôn. Đã chơi một con này để chấm hết luôn ạ. Đây, con là JBL Multimedia MM36. Hàng USA, bao zin bao xịn luôn ạ. Bao xịn cho các bác luôn. Mức giá 23 triệu ạ. 23 triệu. Các bác cứ tham khảo đi. Đây. Con tham khảo giúp em. Vỏ quá chất luôn. Các bác nhìn này. Thiết kế về vỏ của nó. Con này để cho gia đình rất là sang trọng. Sang lắm, nó thiết kế rất là sang, nhưng nó không nó là dòng loa sân khấu thật, loa công suất lớn thật, nhưng mà nó thiết kế rất là sang, cực kỳ là sang trọng luôn. Được thiết kế với lại phía dưới cùng này, phía dưới cùng là hai lỗ thông hơi, một bát 40. Con chung nó này, có hình chung khủng nữa. Một con chung, một con tép còi đây. Các bác cứ đi tham khảo thoải mái hộ em nhé. Các bác cứ gõ vào hộ em JBL MM36. Bác cứ lướt qua trên các kênh trung bình là 25 triệu, 26, 27 triệu. Đây. Cứ lướt hộ em nhé. Đây. Trên mặt này. Cái gì rất là đẹp luôn. 23 triệu. Đẹp chưa? Cao, to, khủng. Cái kích thước chiều sâu của thùng này 40 ạ. Kích thước chiều ngang của thùng 50. Chiều cao xem nào. 1 2 3 4. Chiều cao nó tầm khoảng độ 86 đến 88. 86 đến 88. Mức giá em đã báo rồi. 23 triệu. Cần duy nhất một đôi để được chấm hết luôn ạ. JBL đấy ạ.